Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thưa Thầy, nhờ Thầy giúp con khai sáng, như lời Thầy giảng, chúng ta cần tránh căng thẳng lo lắng. Tâm an thì trí mới sáng, tuy nhiên công việc của con là giám đốc bán hàng. Phải thường xuyên tiếp xúc môi trường cạnh tranh, giành giật quyền lợi cho sàn, cho nhân viên, thi đua doanh số, nhậu nhẹt với khách hàng và xây dựng các mối quan hệ. Nếu thi đua giành giật quyền lợi không được, thì sinh tham, tạo ra sân, lo âu, căng thẳng, dẫn đến con luôn trạo cử khi hành thiền, thân tâm không được an lạc. Nhờ Thầy giúp con lời khuyên để tìm được con đường khai mở. Khi mà sư đi qua Thái và Miến, thú vị là cái con người ở đó khi mà họ làm việc nói theo kiểu của mình là lề mề, họ không có làm việc nhanh nhẹn như là bình thường những cái xứ Tây Âu hoặc là ở bên Nhật mình thấy người ta đi rất là vội vàng, không làm như cái sự chánh niệm ăn vào trong máu họ vậy đó. Họ đi rất là chậm rãi, từ tốn. Quý vị cứ nghĩ họ vác cái bao xi măng mà họ vác, họ đi từng bước từng bước từng bước, họ đi tới nơi họ quăng xuống cái ạch. Rồi sau đó họ đi từng bước, từng bước, từng bước đi tới cái chỗ họ vác cái bao xi măng. Rồi họ lại đi từng bước, từng bước, từng bước. Cái anh nhà thầu Việt Nam, ảnh nóng máu luôn á. Ảnh nói tụi bay đi nhanh được không? Nó gật đầu, sau đó nó lại đi từng bước, từng bước, từng bước, từng bước. Giữa cái đời và cái đạo á, nó không có giống nhau. Cho nên là Đức Thế Tôn, sư nói rồi, khi Ngài đắc đạo, Ngài muốn viên tịch Niết Bàn. Tại vì cái đạo của Ngài là cái đạo đi ngược dòng đời. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói rằng hầu hết chúng sanh sau khi chết đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chỉ có một số ít người sau khi chết sanh về cõi người, cõi trời. Thì như vậy số đông là cái số đi xuống địa ngục. Bây giờ mình đi theo số đông là mình đi xuống địa ngục chung với người ta. Khi quý vị hành thiền, học đạo là quý vị đã trả lời câu hỏi tại sao cho bài kinh đó. Tại vì ở đời đi làm phải bon chen, phải kiếm tiền, phải giành giật, phải đạp lên đầu người khác để mà mình đi lên. Đó là những phương pháp kiếm tiền làm hại mình mà làm hại người. Khi đó mình tạo các nghiệp bất thiện và khi chết là mình đi xuống. Mình đang dùng cái phương pháp là uống rượu độc để giải khát. Mà cái rượu độc đó nó chết dần chứ nó không có chết liền. Cho nên mình khát thì mình cứ uống mà mình không lường trước hậu quả. Đức Thế Tôn Ngài đã thấy rõ hậu quả trong các nghiệp bất thiện. Thành ra Ngài hướng dẫn chúng ta con đường thoát ly. Cho nên về cái việc làm này thì sư rất tiếc. Nếu như chúng ta biết thương chính mình, biết thương con đường sanh tử của mình, thì chúng ta phải sắp xếp công việc khác. Còn nếu không thì cũng đành chịu thôi. Bởi vì đường sanh tử thì hồn ai nấy giữ. Thế Tôn Ngài chỉ cho con đường đi lên, con đường đi xuống, con đường đi vào và con đường đi ra. Chứ Ngài đâu có ai ép dầu, ép mỡ, ai nợ ép tu. Không ép được. Chỉ cho quý vị thấy con đường này là không nên, con đường khác là nên. Sự lựa chọn là ở chính quý vị.
mà quý vị thấy là cái hậu quả là ngay trước mắt rồi đấy. Sự căng thẳng, sự mệt mỏi, sự trầm cảm, hậu quả đã đến rồi, ngay trước mắt. Mà nếu như mình chưa tỉnh thì đành chịu. Thôi thì tận dụng 10 ngày khóa tu để giải độc cho tinh thần được phần nào hay phần đó, rồi về đời tự quý vị quyết định. Dạ thưa sư, trong Phật giáo Nguyên Thủy có thực tập sám hối không ạ? Nếu có thì sám hối mỗi ngày có giúp cho mình dễ tu tập hay thiền dễ hơn không? Việc sám hối là việc của chư tỷ kheo thực hành mỗi ngày, để cho các vị ấy chắc chắn là giới hạnh của mình trong sạch. Tại vì chư tỷ kheo tới 227 giới, chưa kể mấy chục cái giới nhỏ. Rất khó để một vị tỷ kheo giữ giới hoàn toàn trong sạch. Cho nên khi hành thiền thì vị ấy thường xuyên sám hối. Còn quý vị á, có 8 giới à, trong khóa thiền chỉ có 8 giới thôi, mà cư sĩ thì còn chỉ có 5 giới thôi, mà quý vị giữ cũng không xong nữa là làm sao à? Cho nên vị tỷ kheo á, sám hối mỗi ngày là để cho chắc chắn và cho giới mình thanh tịnh. Còn mình chỉ có bấy nhiêu giới mà mình sám hối mỗi ngày á. Trong kinh được xếp vào cái hạng là không có giới hạn trong việc phạm lỗi à, tức là mình phạm lỗi hoài à. Có 8 giới, có 5 giới, mình phạm lỗi hoài thì nó được xếp vào cái loại là không có giới hạn trong việc phạm lỗi. Cho nên là cái này thì không có nên. Mình sám hối thì sám hối vào đầu khóa thiền thôi à, và để cho chắc chắn thì mỗi ngày sư đều truyền giới lại cho quý vị. Và nhớ là chúng ta chỉ có 8 giới thôi thì ráng giữ cho trong sạch ha. Kính nhờ sư giảng giúp con 3 cái giác, 8 cái giác và 15 cái hạnh trong Phật hiệu Vicca Charata Sampanno trong Kinh Tam Bảo buổi sáng. Thì thưa quý vị đó, 3 cái giác tức là tam minh. Tam minh ở đây là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Còn 8 cái giác tức là 8 bát thông thì nó bao gồm lục thông, ý hóa thông và tuệ quán thông. Tuệ quán thông là trí tuệ về tam tướng ha. Rồi 15 hạnh thì bao gồm là giới hạnh thanh tịnh nè, thu thúc sáu căn, tiết độ ăn uống, tỉnh thức. Rồi từ cái thứ 5 và cái thứ 17 là 7 pháp hiền trí, là tính thí, tính tấn niệm định tuệ tàm úy đa văn và trí tuệ tàm úy đa văn. Và cái thứ 12 tới 15 là 4 tầng thiền sắc giới, thì nó cộng lại là 15 hạnh. Quý vị muốn rõ thì học cái lớp thanh tịnh đạo phần tùy niệm Phật, thì lớp đó đã có ở trên kênh YouTube của sư. Kính thưa sư, con đã lâu rồi không ngồi thiền, giờ ngồi lại hơi bị đau nhiều do con bị viêm các khớp, không biết con có thể ngồi ngoài trên ghế đá được không sư? Với lại tình trạng thiền của con cũng không tập trung được, do lúc trước con hay thiền quán cảm thọ trên thân, nên giờ con khó tập trung đều vào hơi thở, xin sư hoan nghị chỉ giúp con. Nó giống như là cái cây á, mà mình dễ sống á, thì nó mới dễ phát triển được. Còn cái loại mà ghét gió, nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mù sương á, thì nó khó sống dữ lắm. Mình tu á, làm sao mà mình nó sao cũng được á. Mình tu dễ thì nó mới dễ phát triển. Còn mình tu mà cái này không chịu, cái kia không chịu, khó chịu thì phải nói rất là khó tu. Thì quý vị muốn thì cũng được thôi. Sắp tới thì sư cũng sẽ có hướng dẫn quán thọ trên thọ.
Nhưng mà sư lại e một việc là quý vị quen với cái thói quen cũ rồi, thì cứ coi như là quý vị mượn cái chỗ của khóa tu rồi quý vị hành theo pháp riêng của quý vị. Chứ bây giờ sư biết sao bây giờ? Sửa thì không, sửa không được. Thân thể thì nhiều bệnh tật, thì thôi nếu mà bệnh tật như vậy thì cứ ngồi ở trên ghế đá, rồi quý vị thực hành theo phương pháp của quý vị. Tới giờ ăn thì ăn chung với hội chúng, tới giờ nghe pháp thì vào nghe pháp chung ha. Mô Phật dạ thưa, tỳ khưu không kể trẻ già, không kể cả người mới tu, mở ngoặc kép hãy chánh niệm, xem mình đã làm lợi gì cho Phật pháp hay hình thức y hậu chưa. Đánh giá nói lên người tu, đóng ngoặc kép, hãy nghĩ mình đã xứng đáng làm lợi ích được gì cho nhân sanh, hay có khác ăn mày không ạ? Dạ mô Phật. Quý vị làm sư nhớ đến một cái câu á, mà người ta treo băng rôn, đó là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Không biết quý vị có thấy câu này ở đâu chưa? Thực tế là câu này không đúng chánh pháp. Nó hơi kỳ. Câu này không đúng chánh pháp. Tại vì ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, các vị tỷ kheo được Đức Thế Tôn dạy rằng việc làm phước, các việc phước thiện, ngay cả như việc lễ bái xá lợi, xây dựng chùa chiền là việc của cư sĩ mong cầu công đức. Việc của các vị tỷ kheo là phải thực hành để chứng đắc đạo quả. Và khi Đức Thế Tôn Ngài tuyên bố là Ngài nhập Niết Bàn, thì các vị tỷ kheo phàm thì khóc lóc, rồi nhiều vị lo lắng chạy tới chạy lui, lo lắng xoay xung quanh Thế Tôn. Riêng có một vị tỷ kheo, hình như tên là Tích Xá, thì vị này á, suy nghĩ rằng bây giờ Thế Tôn chuẩn bị nhập Niết Bàn rồi mà ta chưa chứng được đạo quả, cho nên ta hãy tranh thủ chứng đắc đạo quả trước khi Thế Tôn nhập Niết Bàn. Thì vị tỷ kheo ấy mới nỗ lực hành thiền. Một số vị tỷ kheo khiển trách là Thế Tôn chuẩn bị nhập Niết Bàn rồi mà bây giờ ông không có lo Thế Tôn, ông lo ông hành thiền, mới trình báo lên với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn khen ngợi vị tỷ kheo Tích Xá là sự thực hành giáo pháp là sự cúng dường cao thượng nhất đến với Như Lai, chứ không phải là việc phục vụ chúng sanh. Tức là anh muốn cứu người khác thì việc đầu tiên anh phải học bơi. Anh chưa biết bơi, anh lo anh nhào xuống anh cứu người khác. Muốn giúp đỡ người khác tu, việc đầu tiên là mình phải tự tu. Cho nên á, cái câu mà phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật thì câu đó chưa chắc. Cho nên phận sự của một vị tỷ kheo bao gồm học pháp, hành pháp và hoằng pháp. Riêng cái việc học pháp và hành pháp là hai việc quan trọng hàng đầu. Còn việc hoằng pháp tùy theo mỗi vị. Vị nào có khả năng, có năng lực thì vị ấy có thể hoằng pháp. Vị nào chỉ có khả năng tự tu cho mình, điều đó cũng rất tốt, như vậy cũng được rồi. Chứ không phải là mình bắt người ta tu là phải lo nhào ra phụng sự chúng sanh, như thế mới là tu, cái đó sai. Bởi vì Đức Thế Tôn đã tán thán những vị tự tu. Anh tu cho anh trước rồi anh mới tính tới người khác. Ngay cả bản thân sư, sư cũng được các vị trưởng lão dạy là muốn bước trên con đường hoằng pháp
thì trước phải tự tu chính mình. Nếu như không tự tu lấy chính mình, mình sẽ không có đủ nội lực để cân bằng so với việc khi mà mình đi hoằng pháp. Mình đi hoằng pháp giống như là một chiến sĩ ra mặt trận vậy đó. Sẽ bị vũ khí tấn công. Đó là gì? Đó là lợi dưỡng, đó là sự cung kính, đó là sự trọng vọng, và đương nhiên có cả sự công kích của ngoại đạo. Mà nếu như bản thân người hoằng pháp không tự tu thì vị ấy sẽ bị gục ngã, sẽ bị chết trước sự cung kính, trước sự lợi dưỡng hoặc trước sự công kích của ngoại đạo. Cho nên trong Phật giáo, việc tự tu luôn được đặt ưu tiên hàng đầu, còn việc hoằng pháp tùy khả năng mỗi vị, chứ điều đó không phải là bắt buộc. Để chúng ta đưa nó lên thành một cái quy chuẩn để so sánh giữa vị này và vị kia. Còn cái chữ ăn mày á, ở trong Phật giáo thì không gọi, không có cái khái niệm ăn mày. Tại vì vị tỷ kheo phích khú, đó là những vị khất sĩ, tức là những người đi xin ăn, những người đi khất thực. Mỗi vị tỷ kheo đều là một người ăn mày. Nhớ giùm, mỗi vị tỷ kheo đều là một người ăn mày. Một vị khất sĩ ôm bát đi khất thực. Còn cái hạng người á, không có tu hành, không trau dồi giới học, định học, tuệ học. Nhớ, ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn không đá động gì tới việc vị ấy có giúp đỡ chúng sanh khác hay không, mà nói đến cá nhân vị tỷ kheo ấy có phát triển giới, định và tuệ hay không. Nếu vị tỷ kheo ấy không phát triển giới học, định học và tuệ học, thì việc vị tỷ kheo ấy sống, ăn uống trong hội chúng, hưởng thụ tứ vật dụng trong hội chúng, vị ấy là kẻ cướp trong các hàng tỷ kheo. Chứ ở đây không có nói tới tên ăn mày. Nói thì mình phải căn cứ theo kinh mà mình nói. Cho nên sư nhắc nhở quý thiền sinh là ban tổ chức cũng như các vị thí chủ rất mong mỏi và tạo hết mọi điều kiện để cho chúng ta tu. Thì việc chúng ta cần làm chính là hãy nỗ lực tu, tránh trường hợp á, cái giờ tu mình không có mặt, cái giờ thuyết pháp giảng đạo mình cũng không có mặt, nhưng mà cái giờ ăn là mình có mặt đầy đủ. Thì coi chừng. Thực tế thì một cái buổi ăn tốn không bao nhiêu tiền hết, ban tổ chức sẵn sàng cho những vị đó. Những vị thí chủ cũng không có nề hà tính gì mấy cái đó. Nhưng mà mình không tu mà mình hưởng, cái nghiệp nó nặng lắm. Dạ con chào sư, cho con hỏi như thế nào gọi là tà dâm? Nếu nó chỉ là ý nghĩ có bị gọi là tà dâm không? Mong sư chỉ dạy. Ở đây sư hỏi hội chúng để sư quyết định là có thuyết hay không ha. Thứ nhất, vị nào biết sát sanh có bao nhiêu chi phần giơ tay lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rồi. Hơn được 10 ngón tay thêm 3 ngón. Trong khi đó chúng ta là có hơn 200 người. Như vậy thì sư nghĩ là chúng ta nên học sơ qua về các cái giới, để chúng ta biết thế nào là phạm giới và thế nào là không phạm giới. Sư chỉ nói sơ qua về cái giới tà dâm. Thứ nhất á, là cái người nữ đó là cái dạng người nữ không được phép hành dâm với người khác. Ví dụ như vợ của người khác đương nhiên là không được bậy bạ với mình rồi. Tức là người nữ đó là được xếp vào cái loại là không được phép. Thí dụ như con cái trong nhà còn trong sự bảo bọc của cha mẹ,
thì cũng không được phép luôn. Mình quan hệ với những người đó là mình phạm giới. Cái thứ hai á, là mình có ý muốn quan hệ nam nữ, chứ mình không có ý muốn thì cũng không có phạm. Cái thứ ba đó là mình cố ý, tức là từ cái ý muốn mình đi ra hành động, mình cố ý mình thực hành. Và cái thứ tư á, là mắc ghê nó mắc gắt, là nó như vậy nè. Cái cấu tạo của cái nam căn á, là nó có cái đường ống, gọi là cái đường niệu đạo, đúng không? Gọi là cái đường ống dẫn tinh. Thì cái đó gọi là cái con đường. Thì một cái đường ống như vậy gọi là một con đường. Cái miệng của mình nó có cái đường ống thực quản thì nó cũng là một con đường. Thì trên cơ thể mình cái nào mà nó có một con đường như vậy đó thì đều được gọi là cái đạo, gọi là cái con đường. Thì bao gồm cả con đường của người nam và con đường của người nữ, mình có bao nhiêu con đường thì được tính là bấy nhiêu. Chúng ta gọi là nam thất nữ cửu, là nam có 7 khiếu mà nữ có 9 khiếu. Thì cái con đường này mà đưa vào con đường kia bằng bất kỳ hình thức nào, bằng ngay cả bằng miệng nè, đằng trước, cửa trước hoặc cửa sau, dù bằng cái kích thước một hạt mè thì cũng đã tính là đã quan hệ nam nữ. Cho nên đàn ông mà đi massage đó là có khi là từ A tới Y chứ chưa tới Z nha, đều dính hết. Chứ còn mà suy nghĩ chỉ dừng lại ở ý nghĩ, tức là mình chưa có thực hiện á, thì nó chưa có phạm giới tà dâm. Và cái này chắc có lẽ là sư sẽ có một buổi để giải thích. Sư cho con hỏi, học giáo lý bắt đầu từ kinh Tạng thì trước khi nghe giảng có cần học kinh trước hay không, và có cần học trước Phật pháp căn bản không? Thì hiện tại trên kênh YouTube của sư thì sư đã có lớp giáo lý căn bản. Quý vị vào kênh YouTube sư Hạnh Tuệ, vào phần danh sách phát, xem cái danh sách phát là lớp Phật pháp căn bản. Ở đó sư có một loạt những cái căn bản về Phật pháp để cho quý vị nắm cái căn bản. Mà dùng cái từ căn bản cũng không đúng, mà phải dùng cái từ là nền tảng. Thì đó, cái danh sách phát lớp Phật pháp căn bản. Và cái lớp thứ hai mà quý vị nên học đó là lớp Kinh Hạnh Phúc. Cái lớp đó, đó, cái nội dung nó quý đến mức mà ngay cả bản thân sư thì thỉnh thoảng sư vẫn nghe lại. Nội dung nó hay lắm, lớp Kinh Hạnh Phúc. Và sau khi quý vị học xong hai cái lớp này rồi, quý vị có thể tham gia những cái lớp kinh Tạng khác, như là lớp Kinh Trung Bộ, Trường Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi. Ở trên kênh YouTube của sư có luôn, quý vị có thể xem. Kính bạch sư, khi học lớp giáo lý thì nên học lớp kinh nào trước? Cái này thì sư vừa trả lời xong. Và tại sao lại gọi là Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi? Tức là khi các ngài kết tập kinh Tạng á, thì các ngài phân loại, thứ nhất là phân loại theo chiều dài. Cái bài kinh nào nó dài thì đưa vào Trường Bộ, bài kinh nào ngắn hơn thì đưa vào Trung Bộ. Rồi cái bài kinh mà xếp theo cái số thứ tự á, ví dụ như này các tỷ kheo đây là một pháp, rồi này các tỷ kheo đây là ba pháp, này các tỷ kheo đây là bốn pháp, thì xếp theo số pháp như thế thì đưa vào Tăng Chi. Còn những cái bài kinh mà giống như cái ví dụ thì đưa vào trong Tương Ưng. Rồi những cái bài kinh nhỏ thì đưa vào trong Tiểu Bộ, tức là không thuộc những cái nhóm trên thì đưa hết vào trong Tiểu Bộ. Khi ngồi thiền nếu bị nhức mỏi thì phải làm sao? Có được phép thay đổi tư thế ngồi không? Khi ngồi thiền nhức mỏi
Nếu như sự nhức mỏi ấy không ảnh hưởng đến việc quan sát hơi thở thì tiếp tục quan sát hơi thở. Tại vì á, cái cơn đau á, nó giống như là một cái đồ thị hình sin vậy đó, cứ lên rồi xuống, lên rồi xuống, lên rồi xuống. Quý vị ngồi khoảng 20 phút nó đau, mình tưởng nó đau nó chịu hết nổi rồi, mà mình ráng hơn qua 20 phút đó nó dịu xuống. Nó lên tới đỉnh rồi là nó sẽ dịu xuống. Nó dịu một lúc nó lại lên, khoảng 30 phút nó lại lên. Lên một hồi rồi nó lại dịu xuống. Rồi một hồi lên tới 45 phút nó lại lên đau, nó lại đau lên nữa, đau dữ dội hơn nữa. Mà sau đó nó lại dịu xuống. Rồi tới một tiếng đồng hồ nó lại đau, thiệt là đau nữa. Rồi sau đó nó lại dịu xuống. Rồi cứ như vậy, cứ hành thiền, một hồi là nó lại đau, rồi nó lại dịu xuống, nó lại đau, rồi nó lại dịu xuống. Thì nếu như mình vượt qua thì riết là mình sẽ quen. Rồi mình cứ như thế mà mình ngồi tới thôi. Có những vị ngồi đến cả 2 tiếng đồng hồ. Thậm chí là ở khóa trước có sư cô ngồi 6 tiếng hoặc 8 tiếng đồng hồ. Thành ra là nếu như mình có thể chịu được cơn đau á, thì cứ tiếp tục thực hành. Bởi vì nó đau rồi nó sẽ thay đổi thôi. Nó vô thường, cái đau nó vô thường. Tiếp tục theo dõi hơi thở. Tuy nhiên nếu như mà cái sức chịu đựng của mình chịu không nổi nữa, thì cứ đổi oai nghi. Cứ đổi oai nghi, duỗi chân ra đổi oai nghi khác. Nhưng mà nhớ, khi mình duỗi chân ra đổi oai nghi thì vẫn thực hành trong chánh niệm nha. Ghi nhận rõ cái gì đang diễn ra và vẫn tập trung vào hơi thở. Còn nếu như mà mình đổi chân rồi mà vẫn đau quá chịu không nổi, mà mình đã đổi oai nghi vài lần rồi, thì coi chừng á, đổi tới đổi lui hoài nó sẽ làm cho định của mình nó bị phân tán. Thì như vậy tốt nhất là đứng dậy và đi thiền. Khi ngồi thiền một lúc có thấy đôi lúc có ánh sáng lóe lên sau đó mất đi, đó là trạng thái gì? Khi quý vị thấy ánh sáng lóe lên rồi biến mất thì cứ thay kệ nó. Cứ thay kệ nó, đừng để ý tới nó. Cái này là sư trả lời riêng cho vị này nha, cái vị này mặc kệ nó, tập trung vào hơi thở giùm sư. Con kính thưa sư, giải thích cho con rõ tại sao chúng ta tụng kinh đối với Tam Bảo và hồi hướng phước đức. Hướng phước đến thân bằng quyến thuộc thầy tổ chư thiên, chúng ta sao không xưng hô là con, cho có lòng tôn kính tôn trọng lại xưng là tôi. Ôi cái vụ con với tôi nó cãi nhau suốt. Thứ nhất là các vị khi mà sáng tác cái bài kinh, đương nhiên là dựa trên cái văn bản Pali, cái bản kinh Pali. Thí dụ như Ê Quang Mê Xuất Tăng thì cái là mê đó là tôi, thì các vị đã dịch là tôi. Thì bây giờ mình giữ cái nguyên thì mình là dịch là tôi. Rồi cái gì Ê Tăng Cú Sa La Cầm Măng cái tập băng. Thì có những cái bài kinh mà khi các vị ấy dịch đó, thì các vị ấy để là tôi. Thì cái thơ của người ta đó, thì người ta để là tôi thì nó hợp vần. Tự nhiên bây giờ mình đổi thành con thì nó trật cái vần. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng tôi. Hộ trì Phật giáo tăng bồi. Thì cái vần thơ nó là như vậy. Tự nhiên là xin hộ trì chúng con, rồi hộ trì Phật giáo tăng bồi. Nó tự nhiên nó chật cái nhịp thơ. Có nhiều quý vị biết là thơ mà mình để nó chật nhịp nghe nó kỳ cục lắm. Cho nên là đôi khi là các ngài khi dịch ấy, các ngài để sao thì mình dịch vậy.
Chứ còn mình cứ sửa tới sửa lui thì mỗi anh thích sửa mỗi kiểu. Nó hơi kỳ chứ, anh giỏi thì anh tự anh sáng tác ra riêng rồi người ta đọc, chứ anh đừng có lấy cái bài thơ người khác rồi anh sửa theo ý của anh. Nó kỳ khôi lắm, đi mỗi nơi cái nó khác mỗi chữ. Rồi có vị thì giải thích là bây giờ á, cái người, ví dụ cái người phương Tây á, hoặc là ở trong Pali thì nó chỉ có cái mí má xí thá, tức là nó giống như là I, you, we, they của bên tiếng Anh vậy đó. Họ chỉ có một kiểu xưng hô thôi. Mình dịch là tôi cũng được, mà mình dịch là con cũng được. Mà các vị ở thời Ấn Độ, các vị đó đọc như thế thì các vị đó không có vấn đề gì. Người Anh họ cứ đọc là ai thôi, họ xưng hô với Phật họ cũng xưng là ai, mi xưng với cha mẹ họ cũng nói là ai, rồi nói chuyện với bạn bè nó cũng nói là ai, nói chuyện với thiên hạ nó cũng đều nói là ai, đâu có dùng cái từ khác đâu, và cũng không có ai nói là nó bất lịch sự. Chỉ có người Việt mình là phiền nhất. Cái lý kinh á, thì mình không có mày mò mình tìm hiểu, mà mình đi mình bắt bẻ cái chữ rồi mình chơi chữ với nhau, nó tốn thời gian. Cái bản nào để là tôi thì cứ đọc là tôi, chữ nó như vậy mình cứ đọc như vậy, nó không có thể hiện cái sự bất kính. Nó đâu có đọc là tao đâu à, chừng nào á, bài kinh đọc là tao thì đúng là bất kính á, nhưng mà tôi mà cũng không có vấn đề gì. Rồi có vị thì lại giải thích là khi chúng ta tụng kinh như vậy đó, bao gồm luôn cả chư thiên, nhưng mà luôn cả phi nhân, bao gồm luôn các loài ngạ quỷ thì họ cũng có thể nghe. Bây giờ mình xưng hô với ngạ quỷ thì mình xưng hô như thế nào? Xưng hô là con à. Cho nên là với một số vị thì thôi cứ để là tôi cho nó gọn. Thành ra là cái câu trả lời chung, quý vị đi chùa, chùa nào đọc là tôi thì mình cứ đọc là tôi, mà chùa nào đọc là con thì mình cứ đọc là con, chả chết ai. Mình cãi cái đó nó mới mất thời gian. Dạ sư cho con hỏi, việc đeo khẩu trang có ảnh hưởng đến việc đi thiền và ngồi thiền không ạ? Và việc hít thở sai cách có ảnh hưởng gì không? Cái việc đeo khẩu trang á sẽ ảnh hưởng đến những vị hành thiền. Khi mà cái định của vị ấy bắt đầu đi vào sâu á, thì các cảm thọ thường nó sẽ đặc biệt là nó phóng đại. Nhiều vị hành thiền dựa trên cảm thọ mà họ đeo khẩu trang, thì khi hành thiền họ sẽ có cảm giác bị ngợp. Cho nên là các vị đó tháo khẩu trang. Cho nên là cũng tùy thôi. Nếu mà mình đeo khẩu trang mà mình thấy không vấn đề gì thì cứ đeo, mà đeo mà mình thấy ngợp thì mình cứ gỡ ra. Cái quan trọng là làm sao đó để mình thoải mái nhất có thể, để mình có thể hành thiền. Còn khi mình thở sai cách thì quý vị hành thiền sẽ bị ngộp thở, mà mình sẽ bị mệt, thì đó là cái ảnh hưởng đấy. Thành ra là hãy để mình thở một cách tự nhiên, đừng có cố điều khiển hơi thở. Kính thưa sư, trong đời sống nếu mình thực hành chánh niệm, mỗi hành động mình làm từ tốn chậm rãi tỉnh thức thì sẽ được an lạc ngay lúc đó. Tuy nhiên nếu thực hành như vậy thì số công việc mình làm được sẽ ít đi, không thể hoàn thành công việc được giao. Giải pháp để cân bằng là gì thưa sư? Giải pháp là mình đi qua miếng rồi mình đi làm. Miếng sư nói đó, họ cứ đi từ tốn giác bao xi măng, đi từ tốn quăng cái bạch rồi lại giác bao xi măng, cứ họ làm việc rất là từ tốn. Ai bực thì bực, họ là họ tu họ cứ tu à. Còn mình ở Việt Nam, cái xứ mình, cho nên mình mới thấy là mình thiếu phước. Sư nói thiệt, mình thiếu phước. Cho nên là mình mới phải quay cuồng trong công việc. Khi mà quý vị
về đời thì sẽ có những phương pháp khác, ví dụ như là quán tâm trên tâm. Thì với cá nhân sư nhận xét thấy là với hành giả về đời đó thì việc quán tâm á, thì nó sẽ thuận lợi hơn khi là mình quán thô, tức là tâm nó chưa đến mức vi tế đâu. Vi tế thì đòi hỏi mình phải thực hành nó sâu lắng hơn, thì nó cũng y chang mấy cái kia. Nhưng mà thường thì mình có thể quán tâm được. Quý vị cứ yên chí là khi quý vị thực hành tứ niệm xứ về đó, thì công việc mình vẫn làm, mà mình vẫn có thể thực hành tứ niệm xứ ở cái mức đơn giản, cơ bản, thì vẫn làm được. Còn nếu như mà khi nào quý vị căng thẳng ở đời quá thì cứ thu xếp cái khóa tu vào trong đây. Hồi sư ở ngoài đời á, sư đi làm công việc là cái công việc tư vấn, mang tiếng là tư vấn chăm sóc khách hàng chứ nói dốc là nhiều. Thì mỗi một lần mình nói sai sự thật á, nó không hại ai. Cái sự thật, cái mà mình nói sai nó không hại ai, nó giúp cho công ty, nó cũng giúp cho khách hàng. Nhưng mà mỗi lần sư nói sư ngượng miệng, lúc đó chưa là sư đâu, lúc đó còn là cư sĩ, mỗi lần nói thì ngượng miệng, cho nên nó dẫn đến cái việc là đi xuất gia. Tại vì thấy đời sống cư sĩ là không giữ giới trọn vẹn được, cho nên là sư chọn cái cách là đi xuất gia. Như vậy mình có thể giữ giới một cách trọn vẹn. Còn cư sĩ quý vị thì tự mình thích nghi. Còn nếu quý vị không thích nghi được thì sư ở Thiền viện Nguyên Thủy còn nhiều phòng trống lắm, yên tâm ha. Cho nên sư mới nói là, quý vị còn nhớ sư kể đầu bài kinh Đại Niệm Xứ, Tứ Niệm Xứ là bài kinh thuyết cho dân xứ Cú Rú. Tại sao dân xứ Cú Rú họ thực hành tứ niệm xứ được? Tại vì người dân đó có những đặc điểm mà người dân Nam Thiện Bộ Châu mình không có. Ví dụ như họ giữ năm giới một cách tự nhiên, họ không có khái niệm về tài sản, và tài sản của tôi họ không có khái niệm đó. Họ không có dính mắc cái chuyện là vợ chồng con cái của tôi, họ không có, thì họ mới thực hành tứ niệm xứ một cách thoải mái được. Còn cư sĩ tại gia thì thông thường á, Đức Thế Tôn chỉ khuyến khích là chúng ta bố thí nè, giữ giới, thực hành các phận sự của người cư sĩ tại gia. Còn việc hành thiền vào thời Đức Phật là các vị cư sĩ dành những ngày rằm 14, 30, những ngày bát quan trai, đi vào trong chùa giữ gìn bát quan trai giới, ở lại trong chùa cho đến sáng ngày hôm sau mới đi về. Thì giống như những cái khóa tu một ngày của mình vậy đó. Thì khi mà vào chùa thì mới có cơ hội thực hành thiền, chứ đời sống cư sĩ tại gia hồi xưa cũng không có khuyến khích cái việc thực hành rộng rãi. Chẳng qua là bây giờ thì chúng ta thay đổi tứ niệm xứ một tí để cho phù hợp với cư sĩ tại gia, để quý vị có thể về nhà quý vị thực hành thôi. Chứ nếu nói một cách rốt ráo, thực hành tứ niệm xứ là phương pháp thực hành xuất gia ly dục. Kính bạch sư, mong sư có thể giải thích cho con không định, vô tướng định, vô nguyện định là gì được không? Tạng kinh và chú giải có nói đến các loại này không? Trong kinh thì có nói trường bộ cũng có. Trường bộ là trong kinh Thập Thượng, và Tăng Chi là trong ba pháp, thì có nhắc đến không định, vô tướng định, vô nguyện định. Là như thế này: khi một hành giả thực hành tứ niệm xứ thì có ba khuynh hướng. Thứ nhất là vị hành giả có khuynh hướng nhìn thấy sự vô ngã trong các pháp, vị ấy chìm đắm trong việc thực hành hướng đến sự vô ngã, để ý cái khía cạnh vô ngã khi thực hành tứ niệm xứ.
thì khi đắc định đó gọi là không định. Còn khi mà vị hành giả thực hành tứ niệm xứ mà vị ấy lưu tâm nhiều đến khía cạnh vô thường thì khi đắc định gọi là vô tướng định. Còn vị hành giả khi thực hành tứ niệm xứ mà quan tâm nhiều đến khía cạnh khổ thì khi đắc định gọi là vô nguyện định. Đơn giản như thế, là khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ sẽ có ba khía cạnh: khổ, vô thường và vô ngã, để cho chúng ta lưu tâm. Ngày mai thì sư sẽ hướng dẫn rõ hơn với quý vị về cái này. Mong sư giải thích giúp con vì sao Đức Phật Ngài Mục Kiền Liên dù đã biết được vua Tỳ Lưu Ly và dòng dõi Thích Ca vốn có oan nghiệp từ trước và bị trả nghiệp nhưng vẫn cố tình ngăn cản sự trả thù của vua Lưu Ly, bởi vì nghiệp chưa tới, bởi vì Thế Tôn thấy là Ngài còn có thể kéo dài được sự sống cho dòng tộc Thích Ca thêm được vài lần, tức là nghiệp chưa tới hẳn thì còn có thể giúp được. Điều đó nói lên một việc là chúng ta tránh cái thái độ là định nghiệp, đổ thừa cho nghiệp. Thí dụ như bây giờ mình bị bệnh, thí dụ mình bị bệnh ung thư đi, mình nói là thôi kiểu gì tôi cũng chết thì thôi chữa làm chi. Thì như vậy là mình coi chừng nghe, mình nói là cái nghiệp tôi tới số chết rồi thì tôi cứ chết thôi, khỏi chữa thì chưa chắc. Bởi vì còn có những yếu tố khác có thể can thiệp được. Hơn nữa, chưa chắc là cái nghiệp của mình nó đã tới, nhưng khi nó chín mùi rồi thì đương nhiên là không có tránh được. Nhưng khi nghiệp chưa chín mùi, mình vẫn còn thời gian. Mà trong thời gian này dòng tộc Thích Ca làm cái gì? Làm phước, tiếp tục làm phước. Chứ còn đâu phải như mình là mình biết mình sắp chết rồi mình lo mình ăn chơi hưởng thụ. Không có. Trong kinh có những trường hợp biết sắp chết là tài sản có bao nhiêu đem ra làm phước cho bằng hết. Tại vì biết chết rồi không đem theo được. Nhờ sư giải thích giúp con, do nghiệp gì mà chúng sinh mang thân nữ, muốn được mang thân nam ở đời sau thì cần phải làm gì? Nếu tái sinh lại làm thân người Sở dĩ sanh làm thân nữ một phần là do có những cái tâm tính của phái nữ. Thứ nhất là thích nương tựa. Chúng sanh chỉ có hai khuynh hướng thôi. Một là khuynh hướng thích nương tựa, và hai là khuynh hướng thích làm chỗ cho người khác nương tựa. Thì cái người mà có khuynh hướng thích nương tựa thì sẽ được sanh vô, gom vô chung một nhóm. Và bây giờ chúng ta gọi nhóm đó là nhóm nữ. Thì quý vị xem, muốn bỏ thân nữ thì bỏ cái khuynh hướng thích nương tựa đó đi. Cái khuynh hướng thứ hai là khuynh hướng thích con cái. Đàn ông á, thì cũng có người thích, nhưng mà nếu như không có con thì với nhiều người thì không sao, nhưng phụ nữ thì lại đặc biệt thích con cái. So giữa hai cái loại chúng sanh á, thì sẽ có một nhóm thích con cái hơn. Nghĩa là nếu như mà bây giờ tôi già rồi tôi đẻ không được, mà bây giờ đứa con tôi đẻ, đứa cháu quăng cho tôi ẵm tôi cũng vui nữa. Đó, thì cái kiểu thích con nít, thích đẻ, thích con cái thì sẽ gom vô chung một nhóm. Cho nên đôi khi nó không phải là do mình tạo ác nghiệp, mà là do mình có khuynh hướng nữ, cho nên mình không làm nam mà mình làm nữ. Thích nương tựa, thích con cái. Cái thứ ba là cái khuynh hướng khó thỏa mãn trong các dục. Cái này thì nói nó hơi kỳ, nhưng mà cái cơ thể sinh lý và cái khuynh hướng
Thì cái người nữ á, ở đây chắc có lẽ người trưởng thành hết rồi, không có con nít, mừng quá. Người nữ á, khó lên đỉnh hơn đàn ông và cần nhiều sự vuốt ve, cần nhiều cái sự kích thích hơn đàn ông. Đàn ông thì hừng hực vậy đó, xong rồi thôi à, xong rồi hoa hậu có đứng kế bên cũng vậy à. À, mà phụ nữ thì không giống vậy. Phụ nữ xong rồi là muốn được vuốt ve, muốn được tâm sự tỉ tê vân vân. Sư giải thích tới như vậy luôn á, là để quý vị thấy là hai loại chúng sanh có cái khuynh hướng không giống nhau. Chính vì khuynh hướng không giống nhau cho nên nó gom, nó chia ra làm hai phái. Thì một phái gọi là phái nam, phái gọi là phái nữ. Đơn giản thế. Còn nói về nghiệp thì nếu như á, anh tạo những cái nghiệp, ví dụ như nghiệp tà dâm, thì anh sẽ có cái giới tính không như mình mong muốn. Ví dụ như đàn ông mà tạo nghiệp tà dâm, tại vì nó ham phụ nữ đúng không? Đương nhiên đàn ông thì nó ghét đàn ông rồi. À, xin nói vui, hồi xưa có hai cái thằng bạn thân, trai thẳng 100% nghe. Tối có thể qua nhà bạn chơi, nằm chung giường, đắp chung chăn với nhau không thành vấn đề. Mà xin thưa, chỉ cần biết cái thằng đó nó có vấn đề thôi là nó ớn muốn chết luôn, đạp nó ra khỏi giường á. Đàn ông với nhau thì ok. Cho nên sư có nói là sư không thể tưởng tượng nổi mình có một kiếp nào đó mà mình sanh là mang cái thân nữ. Thân nữ cũng chưa phải là cái sự ghê gớm, mà mình mang thân nữ mà chính bởi vì như vậy mình sẽ phải thích một cái thằng đàn ông. Mà lỡ thằng đó lông lá đầy mình mà mang cái hôi nách nữa thì thôi, chắc có lẽ đi đầu thai lại, nói thiệt đi đầu thai lại. Thì đó, mỗi một loại chúng sanh có khuynh hướng khác nhau. Mà nếu như mình phạm tội tà dâm thì mình sẽ sanh vào cái loại giới tính mà mình không mong muốn. Và cái dục mình nhiều thì cũng sẽ sanh vào cái loại giới tính mà mình không mong muốn. Tuy nhiên ở trong Tăng Chi thì Đức Thế Tôn xác nhận là giữa hai phái nam và nữ thì phái nữ được xem là kém phước hơn. Bởi vì phái nữ phải chịu nhiều nỗi khổ mà đàn ông không phải chịu. Ví dụ như cơn đau hàng tháng, ví dụ như đau đẻ, ví dụ như là lấy chồng phải xa gia đình. Đó, thì đó là những cái mà đàn ông họ không phải chịu. Thành ra là phụ nữ muốn đổi giới tính thành đàn ông, thứ nhất hãy giữ gìn bát quan trai giới. Nhưng nhớ, mình giữ bát quan trai giới, mình được làm thân nam rồi mà cái tánh nữ mình không chịu bỏ đó, thì sau này mình cũng sẽ quay lại thôi. Người ta nói một số đàn ông mà có cái tánh đàn bà, thì quý vị cứ xét những cái anh nào mà nói là cái tánh đàn bà đó, thì là cái anh đó thì chắc có lẽ là hồi xưa mấy cô chuyển sang, nhưng mà cái tánh nữ chưa chịu bỏ, thì sớm muộn cũng quay lại thôi. Cho nên muốn thành người nữ bền vững thì ngoài việc giữ giới, mình còn phải bỏ dần cái tánh nữ của mình đi. Như Bồ Tát, hồi xưa Bồ Tát từng là một cô công chúa. Bồ Tát của mình á, hồi xưa nàng từng là một cô công chúa, nhưng mà do nguyện thành chánh đẳng giác cho nên nỗ lực tu, mà tu dần nó bỏ bớt cái tánh nữ thành đàn ông. Hồi nào không hay, không phải người nữ không thành chánh đẳng giác được nha. Bồ Tát khi xưa từng là công chúa mà ngài tu riết cái tánh nữ bỏ hết thì tự nhiên thành đàn ông thôi. Bỏ như thế nào? Ngài không còn thích nương tựa nữa, mà ngài muốn làm chỗ cho người khác nương tựa. Ngài không muốn nhiều con cái nữa, ngài chỉ muốn độc cư. Ngài không muốn quần tụ đám đông. Xin thưa, phụ nữ thì thích quần tụ đám đông là bắt đầu là hai người đàn bà một con vịt thành ra cái chợ. Phụ nữ thích quần tụ đám đông, ngài xa dần cái sự quần tụ đám đông, ngài thích độc cư thiền định, là tự nhiên riết rồi ngài thành đàn ông đó. Cho nên một là giữ giới, hai là bỏ dần những cái tính nữ của mình đi thì sẽ được làm đàn ông. Rồi, cái thời buổi vấn đáp ngày hôm nay thì cũng vừa đủ.
xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thầy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.